Wow. Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã đến video tiếp theo trên kênh YouTube chào của em Như La Gà con. Nha. Rồi, Henry ơi. Henry nè, Henry chào đi. Chào đi con khỉ ơi. Rồi, dạ. Henry con dạ con xin chào. Chào đi. Dạ xin chào bà cô chú. Rồi, xin chào Henry, cô khỉ ơi. Gia đình em sẽ đi coi cẩn thận cái mic đó, nó cạo vô cái mic là nó bị hư âm thanh ấy. Bây giờ hôm nay gia đình em sẽ đi ăn cơm cả nhà. Cơm trưa ở đây bán rất là nhiều món luôn. Quán cơm là Hương Giang Cơm bán nha cả nhà. Quán cơm Hương Giang địa chỉ là F1-15 Vĩnh Lộc, ấp 6 Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nha. Bây giờ thì em xin đi là canh chua nè cả nhà. Bên đây là có canh hủ qua. Còn đây là có cà pháo nữa nha. Hôm giờ này thì em đi hơi trễ, 2 giờ mấy trưa rồi. Nên là quán nó cũng vơi bớt đi nhiều món đồ ăn rồi đó cả nhà. Cô cho con hỏi là ở đây mình bán được bao lâu rồi cô? 4 năm rồi. 4 năm hả? Ở đây con thấy bán là cô bán là rất là nhiều món luôn. Một ngày cô nấu là khoảng bao nhiêu món cô? Tình vừa 35 món. 35 món hả? Tại vì em đến là nó hết rồi. Dạ hết rồi, con đi giờ này mới hết. Tại vì mấy bữa con cũng tới ăn á, con nói mà đi vô đây là mỗi ngày là người ta tới đây ăn được luôn. Tại vì thấy cô thay đổi món liên tục luôn á, rất là nhiều món lạ luôn á. Đây có heo giả cầy rồi này kia nữa hả nhà? Có heo giả cầy rồi này kia mà cô bán ở đây giá cũng rất là bình dân luôn mà ngon nữa. Đây cô bán từ mấy giờ tới mấy giờ cô? Từ 9 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. 9 giờ sáng 8 giờ tối mình bán là giá thường khi là dao động khoảng bao nhiêu cô? Thường chỉ có 2 năm, bình thường là 2 năm, còn giả cầy với sườn non thì nó là tầm 30. Giá tầm khoảng từ 25 tới 30 tùy theo món. Đúng rồi. Có đây có canh chua rồi này kia, mấy cái món cô làm nhìn rất là ngon luôn hả nhỉ. Bây giờ thì xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm trưa với gia đình em nha. Đây. Đây là có hôm nay là có món gì vậy mon? Em kêu cho anh Phương là có món đó chính là thịt heo quay kho cải chua nè cả nhà. Heo quay kho cải chua nè. Heo quay kho cải chua nè. Thịt kho trứng. Thịt kho trứng nè. Đùi gà. Đùi gà chiên. Với lại canh chua cá hú cả nhà. Bây giờ thì xin mời bà cô chú anh chị ăn cơm với gia đình em nha. Em mời cả nhà dùng bữa nha. Đây bây giờ em sẽ cho Henry ăn trứng nha. Henry thích ăn trứng lắm. Đây. Rồi ba Henry ghim nha, lấy cái đĩa ghim vô. Từ từ ba chỉ cho. Để ở đây nè. Đó, con phải lộn vô giữa nha. Rồi. Giờ con lấy cái đĩa con ghim vô. Cho ba xích miếng nước nha. Henry giỏi lắm á, bây giờ cái dĩa đó bảo đảm là Henry ăn không hết rồi, dĩa đó cơm của người lớn. Coi chừng rớt. Con phải lấy cái đĩa con ghim vô. Đây ba chỉ cho nè, con làm gì nè, con thả xuống. Rồi, em mời cả nhà nha. Đầu tiên sẽ cái này của Henry đi, em ăn miếng cải chua đi. Ăn hết đi anh, cái đó Henry ăn đâu hết, em kêu cho anh với Henry ăn á. Rồi, cải chua với thịt nha. Wow, Henry ăn giỏi nè. Ôi, cô chừng rớt. Không, Henry giỏi lắm, Henry rồi. Ăn được đó. Cắn luôn. Wow, giỏi quá. Cô ăn cơm nè. Quán này em hay ăn cả nhà. Quán này vợ chồng tụi em hay ăn lắm. Giá nó rất là bình dân mà nó ngon, nó hợp khẩu vị đó. Mà em nói thiệt luôn nha, ai mà kiểu vậy nhưng mà kén ăn là tới đây là không bao giờ kén ăn luôn á. Tại vì ở đây là bán rất là nhiều món luôn. Nó có tới 35 món luôn cả nhà. Mỗi lần mà em mà thèm như là mấy cái món mà ấy mà ở ngoài mà có những quán cơm người ta không có bán á, ở đây là có bán hết luôn. Canh chua ngon quá cả nhà. Em ra đây em ăn hay ăn cơm thêm lắm. Anh Vương ra đây ăn lần 3 vậy em đủ. Nó nằm à. Nằm cách nhà em khoảng 400m. Em quay khỏi chua. Đó, Henry ăn cũng ngon nữa nằm bà cô chú. Đang đói nữa. Em sẽ đứng nghiêng về bên đây để cho cái ánh sáng, có ánh sáng đẹp. Henry ăn cái tâm trạng kỹ không? Henry đang giỏi mà.
cơm đi, ăn cơm đi. Nhìn lão. Ăn canh cho nóng à. Bữa trưa nắng cả nhà. Ăn này vô mát. Có làm dĩa chén dĩa nước mắm ớt nè anh chị, có lấy cho anh cái dĩa gành hành nước mắm ớt thì chấm cá. Còn cái nước ngon quá. Đây có cái dĩa nè. À, anh cho miếng nước mắm vô. Ít thôi. Này cho anh nớ nè. Theo cơm chút. Cái nước mắm ớt này mà chấm cá là tuyệt vời luôn. Tại cá này mình phải chấm nước mắm y ở nhà. Đây. Em sẽ đem cái đầu cá trộn. Cái đầu to nha. Nhìn cái cục mỡ ngay chỗ cái bụng cá hú là thấy thèm rồi đó cả nhà. Wow. Nào để em xây qua em kiếm mỡ coi. Wow. Ui. Wow 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 wow. Thứ gì chịu nổi. Ngon lắm. Ở đây có canh củ qua nữa. Củ qua là ở đây ăn cũng không có bị đắng nữa nha nhà, nó ngon. Rớt cái trứng kìa. Cái đầu béo lắm cả nhà ơi. Ông bà cô chú thấy Henry giờ này giỏi, Henry dễ thương lắm. Nếm nè. Đây. Henry ăn cá không con? Ba lấy cho con miếng cá nè. Để ba dễ cho. Dạ không, Henry không ăn cá. Henry cầm muỗng múc cơm ăn đi con, đừng ăn trứng không nha, ăn cơm nữa nha. Cái sống lưng của nó hả? Chắc nó đưa vô đây quá. Ừ. Ngon lắm cả nhà ơi. Ba ăn lâu quá. Lấy nĩa múc cơm luôn. Được. Cái canh chua ăn cái vị nó làm sao? Ở đây chị bán cái vị nó làm sao? Rất là vừa miệng. Không có bị chua quá. Mà cũng không có bị ngọt quá cả nhà. Nói chung đậm đạm. À đúng rồi, canh chua cho Henry. Henry thích ăn canh chua. Con cầm cái muỗng múc cơm đi cơ con. Tay kia đâu? Tay kia đâu? Cầm cái muỗng múc cơm lên. Đây. Quá ăn nhẹ. Bạc hà ngon. Đang nóng nữa nha. Lát em sẽ xin thêm một tô nữa quá. Henry ăn giỏi nè, tay kia đâu múc muỗng cơm lên nào. Nãy giờ quên. Nãy giờ anh Phương quên là trong dĩa có cái đùi. Mình sẽ cho một xíu nước tương lên nó. Rồi. Rồi. Thơm quá. Đây là chỉ chiên mà chỉ ướp cái gì ngon quá nha. Tụi em là sẽ chia sẻ đến ông bà cô chú anh chị những cái quán nào mà tụi em đã từng ăn qua rồi tụi em thấy ngon, tụi em sẽ chia sẻ đến cả nhà. Đó. Cái gà đây là chỉ chiên mà nó không có bị khô luôn. Ngon quá đi hả? Ngon quá.
ở trên khu em á cũng có nhiều quán bán đồ ăn cũng ngon lắm. Bữa nào em sẽ đi quay cháo lòng cho cả nhà xem. Rất là ngon luôn. Như nào? Cho em ạ. À. Không cho em. Không, không cho em được. Em là lát kêu cho em một cái đùi riêng cho nó đàng hoàng. Ngon lắm. Nào, em đi ăn cơm nào cho mẹ coi coi. Quá, mẹ ngon quá đi. Há miệng nè. Giỏi. Kẹo nước mút thôi. Kẹo mút giỏi. Bây giờ em sẽ xin dĩa cơm thêm nữa nha cả nhà. Rồi, để em kêu dĩa cơm thêm cho. Rồi. Chị ơi, cho em một dĩa cơm thêm nữa nha. Quá đã rồi. Em mà đi sớm ở cả nhà. Đây đi sớm là hả có nguyên một bộ lòng á. Lòng mà chỉ khìa ăn ngon lắm. Em lần làm ra là em cũng kêu cái lòng với lại cái trứng ngon. Ngon quá. Henry, em ăn xong mình sẽ tập trung với Henry. Giá ở đây bán cũng bình dân lắm. Giá dao động chỉ từ 25 tới 30 ngàn thôi. Tại vì ở đây khu trên em thì nói chung công nhân cũng nhiều á cả nhà. Nên là bán giá thì nó rất phù hợp cho cô chú anh chị. Em đi ăn cơm trưa á. Ăn cơm tấm vậy. Em chuyên gia ăn hai dĩa luôn á. Vẫn hơi là một dĩa với dĩa cơm thêm. Mà cái hạt cơm ở đây á là nó không có bị khô quá. Mềm lắm cả nhà. Nè em lấy tay, em lấy tay nào. Nó rất là mềm luôn á. Nó không có bị khô, nó vừa ăn á. Bởi vì đây là còn rất là hông kia ri là mà ăn được. Bán đây bán rất là đắt nha cả nhà. Bán đồng lắm. Bây giờ là bắt đầu là người ta đang túa vô cả nhà. Em qua cảnh là người ta đang vô rồi. Đó bây giờ là 2 giờ mấy trưa mà vẫn còn khách người ta vô á. Mà nếu mà cả nhà mà đi mà tầm như là 10 giờ rưỡi á. 10 giờ rưỡi mưa đổ tới 12 giờ mấy 1 giờ đổ đông lắm à. Vô là quay không có được luôn. Mà ở đây á mấy chị bán dễ thương lắm cả nhà, phục vụ rất là nhiệt tình, không làm miếng canh nữa. Henry ăn đi con, giỏi nè, trời Henry ăn giỏi. Henry quay mặt qua đây ăn cho ông bà cô chú xem nào. Anh Phương ăn tới heo quay thôi phải chua rồi. Ngon lắm cả nhà, rất là vừa ăn. Chừng đổi nha. Rồi. Cho Henry miếng cục thịt mỡ nữa anh. Thịt mỡ phải không? Đây con. Ăn được thì ăn nha, thấy không? Mình cứ tập đi. Ba không ép đâu. Ngon. Anh đang mảnh vừa em nữa nha. Ngồi kế anh bắt phải ba phải kéo ghế xúc vô cho anh nói chuyện. Lật ngay lúc đang thèm hai quay không phải chua nữa. Em sẽ xin thêm một miếng nước canh nữa. Cái này nóng quá, ở nhà húp sướng quá. Rất là ngon. Henry ơi, con quay qua đây con ăn nè. Henry xong rồi là em sẽ đút cho Henry ăn. Ở đây bán cà phê mắm tôm ngon lắm. Ừ, anh Phương ghiền cà phê mắm tôm này.
tại vì hôm nay em kêu cho cả nhà là mấy cái món này nữa, có lòng xào dưa nữa, lòng xào dưa cũng ngon lắm, ớt xào, ốc xào nữa. Mà mấy món lạ không nha, nếu mà cả nhà mà đi những quán cơm khác là thường em đi cũng ăn cũng nhiều là sẽ mình sẽ không thấy đâu, như là ốc sáu chuối nữa, mấy bữa thấy ốc sáu chuối nữa cả nhà, rồi ốc sáu chuối nè, mấy món lạ lạ. Có giò heo giò cầy nữa cả nhà. Giò heo giò cầy, ốc sáu chuối nè, nói chung là có đầy đủ tất cả các món, tất cả mọi vùng miền luôn cả nhà. Giò heo giò cầy ở đây là món món đinh của quán luôn cả nhà. Để em tranh thủ để Như còn ăn nữa nha. Để vợ em đói, em sót lắm. Henry ơi. Ờ Henry, ê coi chừng rớt cái trứng nè Henry. Vừa đủ no cả nhà. Sức em ăn là vậy á. Bởi vì lý do tại sao mà em đi chợ em nấu tại vì là bữa giờ là không có thời gian á, nên là tụi em sẽ đi ra ngoài ăn mấy nếp nha. Ông bà cô chú anh chị cũng luôn ủng hộ tụi em nha. Rồi bây giờ em sẽ để cho Như ăn, thì em sẽ tập trung em đút Henry. Dạ, video tới đây em xin được kết thúc nha cả nhà. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Đừng quên like, share và đăng ký kênh YouTube cho em Như La Cà nha. Bây giờ thì em xin kính chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc và bình an bên gia đình nha. Henry ơi. Dạ, con xin chào ông bà cô chú. Dạ. Con chào anh kẹo mút. Con đang kẹo mút. Con đang kẹo mút nhưng mà con chào cái điều con ăn tiếp nha. Dạ. Dạ. Đây đây đây. Rồi, lớn lên nè, con xin chào đi. Xin chào ông bà, con chú bé ba bà, con chú. Chào cả nhà nha. Đây chị bán rất là vệ sinh luôn cả nhà. Có một cái màn á, để mà khi mà ấy là mình che lại á cả nhà. Heo quay khỏi chùa này. Đây là tới em ăn nè cả nhà.